Rồi, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với clip mới của em luôn nha. Thì hôm nay mấy anh em tiếp tục săn ong nữa nha cả nhà. Tới đây em cũng phát hiện được tổ ong rồi cả nhà ơi. Giờ em cũng đang làm cái rọi xong cái vô quay cho cả nhà cùng xem luôn nha. Tổ cũng gọn cả nhà ơi. Tổ cũng đực. Thấy đầu mặt nó cũng phì nè, để leo bắt coi có mặt không nha cả nhà. Khi nó nhỏ mà nó có vỏ cả nhà ơi. Làm cái rọi xong cái vô quay cho cả nhà cùng xem luôn nha. Nay chơi trần trụ luôn cả nhà ơi. Ông chó bị hư thân tia rồi. Bắt trần trụ. Trần trụ như luôn nè. Nhỏ làm cái rổi cũng nhỏ gọn thôi cả nhà ơi. Nay đi không lại mấy anh em đồng nghiệp cả nhà ơi. Anh em làm quá. Làm quá xá luôn. Ơi. Bắt không lại anh em làm quá trời. Vừa lấy cái bọc nữa nè cả nhà, lấy cái bọc leo lên không biết lấy gì mà định luôn. Rồi vô quay tổ ong cho cả nhà xem cái mà cả nhà cũng chinh phục với em luôn nha. Nó cũng gọn nha cả nhà. Tốt đực. Tống kèo đứng. À, tổ ong của em nè cả nhà. Cũng gọn nha cả nhà. Tống kèo lắm, tối thần luôn. À, vô đây chùm đầu cái. Mà cả nhà cũng tiếp tục với em luôn nha. Tốt đực cả nhà ơi. Cô chú đồng nghiệp leo rồi nữa nè, chắc không có mặt hay gì đó rồi anh em đồng nghiệp chừa lỡ cả nhà. Trồng đầu vô cái bắt nha cả nhà. Mà không có cái áo gió căng quá. Chơi gì luôn nha cả nhà. Căng quá cả nhà ơi. Có đồ trùm mặt là hên rồi. Rồi lên nha cả nhà. Trơn dữ nè. Có mặt ngay trời. Lên trên đây luôn coi. Mở cái rổ lên cả nhà ơi. Trơn dữ nè. Tới tổ ong luôn nè cả nhà. Mở cái rổ lên cái nha cả nhà. Ra luôn cả nhà ơi. Trái lên cái mới được nha cả nhà. Tổ ong cả nhà. Tổ ong cũng gọn à. 3-4 tấc. Tổ ong đực mà. Tổ ong nè cả nhà. Cái nhà có thấy rõ không ha? Khui coi có mặt không, khui hàng ừ. Giờ khẳng luôn cả nhà ơi, nó ở trơn không có miếng mặt nào luôn nha cả nhà. Thôi tổ ong nhưng mà nó giờ khẳng
nở trơn luôn, không có miếng mặt nào luôn. Trời ơi, bởi anh chị đồng nghiệp leo lên, đồng nghiệp bỏ luôn, không cắt xuống cả nhà ơi. Không kiếm những tổ khác cả nhà ơi, tổ này không có mặt luôn rồi. Rồi ra nha cả nhà. Nhưng mà cả nhà thông cảm luôn nha. Đâu không có mặt nào luôn. Dở. Nở hết trơn. Dạ khẳng. Quá tệ luôn. Mập mà không có mặt. Ngỡ mớp mái luôn cả nhà ơi. Thuộc te thôi bà ơi. Mọi người thì có dính giáp cái gì ra thì nào. Giặt cái ổ mồi lên luôn đi. Mồi không? Này là cây nhánh đó. Cầm là lên cho. Dây nó đây. Đợt nghe đã. Không có nhà thì chưa mấy lại rồi. Thank you.
Nữa lắm. Má rửa bọc mệt. Có mệt cắt có da. Bắt đầu phải không? Hả? Bắt đầu phải không? Giờ có đâu. Bắt ông xin cho bắt lấy dấu chưa leo. Cái bông đâu không vô. Rồi thành quả tới đây rồi nha cả nhà, tầm cũng cả lít ạ. Nó nguyên suy luôn rồi. Cái dùng này mọc dở quá. Mọc nó không nhiều. Giờ mấy anh em ra luôn cả nhà ơi. Tổ này tầm chắc cũng cá lít à. Nãy vô đây bắt được hai tổ chắc cỡ không nổi lít rưỡi. Tổ kia nãy có đồng nghiệp cắt rồi em bắt lại em cũng không có quay luôn nha cả nhà. Dùng bên đây sao nó không có bông tàm hay khô veo bông bể vậy trơn. Rồi, em cũng đã về tới nhà rồi nha cả nhà. Hôm nay được 4 tổ mà bắt được 3 tổ có mặt cả nhà ơi. Còn tổ đầu tiên bắt tổ được cái khu queo nó già nó ở trên. Tổ này bắt cái cây công mà sinh đọt nè, tổ này của đồng nghiệp cắt rồi em cũng không có quay nè. Tổ này ông anh không bắt sao em cũng không quay luôn. Lội xa quá cả 500-600 mét rồi. Ổng cũng không có điện rồi em cũng qua lộ vô xa quá rồi ổng tự bắt luôn. Quá ngày nay được 3 tổ cho cũng tầm cỡ 2 lít mấy nha cả nhà. Cả nhà có xài mọc rừng cứ liên hệ em nha, số điện thoại em là 0353 856 965 nha cả nhà. Mật thì vẫn như thường lệ là bao trả cho cả nhà mình luôn. Lúc này luôn không là đồng nghiệp rồi. Em xin kết thúc clip ở đây luôn cả nhà ơi, xin hẹn gặp lại cả nhà mình ở clip tiếp theo luôn nha. Chúc cả nhà có một buổi chiều xem clip thật là vui vẻ luôn.